Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Huấn Audio đây. Trong clip này mình thông báo dòng đẩy lách BL800 tiếp tục cập bến nhé. Đây là mình bỏ ra 10 con ở cửa hàng để anh em nào cứ nhanh quanh qua hàng đấy cho tiện. Dòng này thì bên mình giao thợ đây, rất là nhiều và sẽ có giá tốt nhất cho anh em. Còn giá bán lẻ vẫn công khai là 4.1 triệu nhé, 4.1 triệu một con. Bên em sẽ bao ship và sẽ bảo hành 12 tháng, đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Vẫn có một cái mức giá là tốt êm để anh em mình chơi. Dòng này thì công suất sinh ra lớn nhất là 800 watt cho một kênh. Anh em mình có thể vả được một con bố kênh ấy là vả được một con bát 715 bát của nó từ 220 côn 100 kèn 750 75. Đó, một con cực kỳ hay, được rất nhiều anh em mình ghép tủ loa kéo hoặc chơi gia đình, tuyệt vời. Có thể đánh được hai đôi bát 30 từ 190 côn 75, hai đôi bát luôn nhá. Nên là sẽ là bốn chiếc cho cả cái đẩy này, bốn chiếc cả cái đẩy này. Đây là mượn đây mình bỏ ra 10 chiếc. Cũng anh em thợ nhặt mỗi người 5 chiếc 3 chiếc. Và cái ruột gan là con này thì anh em mình có thể xem cái ảnh ở trên hình đây. Cái ảnh mình để trên hình để anh em mình xem nhá. Đó. Mà còn tiếp trước mình mổ rồi, lần này mình không mổ nữa, mình quay. Và mình sẽ tháo một cái mặt ra cho anh em mình xem, tháo một cái mặt của cái đẩy ra này cho anh em mình xem nhá. Và anh em xem mặt mũi ra đây, một trong những con đẩy đét có một cái nước sơn màu ánh bạc rất đẹp. Và một cái điểm cộng của con này là gì? Là hai cái chiếc đáp này bằng nhôm và họ phay làm rất là tinh, là kỹ anh em nhé, rất là kỹ. Đẩy nét con này thì anh em phải xem lại clip trước mình mổ anh em mổ. Con này thì một trong con đánh thì tuyệt rồi, tuyệt trong cái tầm tiền anh em nhé, tầm giá chính xác nó nếu anh em đến cửa hàng mua bán lẻ luôn nó có 3.9 triệu, còn mình bao ship toàn quốc mới là 4.1 triệu anh em nhé. Đó, một trong con quá tuyệt vời để các bác chơi gia đình cũng như anh em lắp tủ kéo, vừa bình dân mà vừa khỏe vừa hay. Đó. Anh em nào quan tâm điện thoại cho bên Huấn Audio qua số máy 0904 61 23 23. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Anh em nào chưa đăng ký kênh, ấn đăng ký kênh góc màn hình chỗ này ủng hộ bên mình và chân thành cảm ơn nhé. Chào anh em.